Em xin phép chào tất cả anh chị em. Đồ Linh Mỹ tiếp tục sale giá rẻ. Bữa nay bòn mót thôi nha, gần hết rồi. Mà đầu live vẫn lên con VIP này. Con này là con mồi Solomon Silas Reller 8-90kg, cao 1m7 trở lên, mới nhưng mà bán sale rẻ luôn. Bữa nay em còn được mấy con đẹp đẹp này, bán luôn này. Vai 56, dài áo là 82. Một khi đã chơi là khô máu phải không em? Như cái nhôm với cá đồng hoàng nhé, có mũ ở trong. Con này thì bao hàng cấp phát cho anh em. Ở trên này này nó còn ghi lại những cái tên của lính ấy. Tên của lính nó viết kỷ niệm, nó ghi ở trên này. Tuy là con này không có ghi đời nhưng mà con này thì em bao hàng cấp phát, tại vì nó là của hãng Alpha này. Thằng hãng Alpha đặc biệt không bao giờ nó ghi đời đâu. Đấy, Last Roller, tem trên tem dưới đầy đủ à. Túi của nó là túi trắng đàng hoàng nghe em. Đấy, nghe à. Con này túi trắng là nó nằm vào đời 68. Mà cái thằng của hãng Alpha, bất cứ cái thằng nào vậy nó không bao giờ nó ghi đời đâu. Xanh nè, màu xanh ô liu, chất vải như mờ như sâu 67 á. Cái đầu cài này. Dây trên thì còn mà dây dưới nó mất rồi. Nó có hơi dơ một chút ở dưới tà anh em. Rất là xanh. Xanh lè luôn nhá. Ai 8-90kg chốt con này. Em bảo là sale rẻ à. Cái chữ A tay vẫn còn đều và màu xanh, gấp tay vẫn còn nguyên rin. Báo cáo anh em, con này bình thường á, mà con mới đẹp thì anh em phải gặp là màu xanh đẹp như thế này thì phải nói mà size medium thì phải 20 củ đúng không ạ? Nhưng mà con này size to thì nó bèo phải là 7-8 triệu đúng không ạ? Bây giờ con này em chỉ bán có 2 triệu mấy thôi. À, bán con này 3.9 triệu thôi. Ở đằng sau này thì cùi tay nó bị dơ này. Bị dơ chút nha anh em. Dơ một chút nha. Ở ngay cổ tay này nó bị dơ. Dơ này ăn nhầm gì đúng không ạ? Đấy, đây nó bị dơ một chút xíu thôi này. Còn ngoài ra con áo thì rất là đẹp. Có cái là để ở đây dơ này. Có cái là để ở góc lâu ngày quá nó mốc. Nghe mình mốc mà ngộp thở không được. Bán sale rẻ con này luôn nha. 3.9 triệu. Đẹp tuyệt vời luôn. Chỉ có mấy vết dơ ngay chỗ cổ tay này thì ăn nhầm gì. Dơ này giặt có sao đâu. Giặt từ từ nó ra nhẹ nhẹ nghe. Dầu một bữa một chút nha. Không có ốp một lần là nó ra hết được. Chốt cho em 3.9 triệu mã 00. Ai chốt mở hàng đầu like giùm em con này nha. Mày làm đầu hôn kia. Con cái chụp đồ mình. Rồi, tiếp tục là quần áo lính giá cực rẻ nữa này. Con này là con ngụy trang. Ngụy trang ở trong này lại có cái lót mùa đông ấm, mũ liền đi em. Lá cành, cành cây lá khô. Anh em có khi nào bị nhít vì bụi bặm không? Em là nhít liên tục. Con này dài áo là 78. Cái mũ này không có mở được nha. Cái họa tiết đằng sau rất là đẹp luôn. Con này to. Không có lầm lỗ gì hết. Mới đẹp nhưng mà nó dài. To mà dài. Rồi con này 75-85kg. Chiều dài là hơi dài nha. Anh em để ý cái chiều dài nha. Anh em về cắt lên cũng được, cắt ngắn lên cũng được, tùy anh em. 200.000 mã 24. Bán rẻ con này luôn. 200.000. Tiếp lá cây rồi này. Con này thì hai mặt luôn. Con này sử dụng hai mặt luôn. Bần màu này cũng được, bần màu. Màu này cũng được. Con này là vai 52. Dài áo là 71, 52, 71. Cái này xuống rất là đều và đẹp ha. Quá đều và đẹp luôn. Con này mới lắm.
bo vẫn còn ngon lành từng đào luôn, cổ có như em. Em bận màu nào cũng đẹp hết, bận được hai mặt là có lời rồi, phải không ạ? Lúc mình thích màu bên này, nhưng mà con này mùa đông với mùa hè không phải đâu. Hai túi bên này 75-85 kg. Em bán con này là 200.000 mã 23. Trời ơi, một mặt mua 100.000. Con này mà anh em không chốt nữa thì em chốt gấp. Em chốt gấp luôn á. Bận hai mặt rất là đỉnh luôn. Có 200.000 bằng con kia, mà con này muốn chốt nữa thì thôi rồi á. 75-85 kg. Chốt nhanh anh em, độ mới cao. Độ mới đang rất là cao luôn. Hôm nay chơi toàn áo khoác không nha. Tiếp con M65 này dây kéo đồng, bán dây kéo tàng áo. 200.000 mã 22, bán dây kéo tàng áo nha. Dây kéo của nó thì vẫn kéo bình thường, nhưng mà khua bằng cái tay cầm này. Anh em nào cần dây kéo chốt con này luôn, size medium regular. Áo thì rất là dơ, dơ này. 70-80 kg và cao 1m7 trở lên. Áo này rất là dơ nha, không rất lũng, nhưng mà em bao cho anh em là dơ. Về giặt một phát là bao đẹp luôn, 200.000. 70-80 kg, vai của nó là 54 ạ. Vai 54, dài 82. Bao dơ nha, em không bao đẹp mà bao dơ. Bán dây kéo 200.000, thì dây kéo người ta 500.000 đó. 70-80 kg, dây dưới còn, dây trên còn luôn. 200.000. Chốt cho em là mã 22. Mã 2 con số 2. 22. Tiếp một cái quần rằn ri thời trang 6 thứ hộp. 6 thứ hộp. Chất vải các kim mềm bụng là 72. Ở dưới có bo tuning. Con này bình phong đẹp lắm. Nó gọn, dài 102, nó ôm quần nó gọn đẹp. Trước sau gì không có lầm lỗi gì hết nha. Con này em bán 250 này. Giờ bán sale em 100.000 mã 19. 100.000 mã 19. Cái con 11 nha em. 11 cái cổ này dơ hầy luôn. Dơ như con lợn. Con này là bán dây kéo rẻ một nửa luôn. Dây kéo của nó là dây kéo nhôm, nó xi lên nha. Đấy, quá trời là đẹp luôn. Không lầm lỗi, nhưng mà con áo thì tàng áo này. Nói về áo tàng anh em nhìn này. Nó chỉ dơ thôi, từ trên xuống là nó dơ thôi, chứ không có lũng rách nha. Dây chạc đầy đủ, con này tem sai đời đọc không được nữa rồi. Nó là M51, con này giặt tha hồ anh em bận. Cổ tay là chỉ có bị nổ cổ tay thôi này, còn cái độ dơ của nó thì khó chịu mà. Vải còn rất là dày lên. Chỉ có bị nổ cổ tay thôi, vải rất là dày nha. Em bán dây kéo tặng áo 400.000 mã 21. 400.000 mã 21, em đo vai để lúc tôi đo này. Vai 55 là medium 70-80 kg. Dài áo tấm 3 là medium long. Cao 1m74 trở lên. 70-80 kg. Ai vừa con này chốt dây kéo, em bán dây kéo, anh em đưa dây kéo thay qua. Cái này là giống dây kéo nhựa nhưng mà không phải nha anh em. Anh em đưa tay mà cà vậy nó cắt đứt tay luôn á. Bởi vì nó xi một lớp ngoài để bảo vệ cái dây kéo khỏi bị rò rỉ á. Hơi bị reset gì đó. Mã 21 400.000. Một con mờ 51 thì 400.000 à. Tiếp một cái quần sa mạc ba màu chất vải caro. Bụng của nó là 88 mà kích hết cỡ là được 90 ạ. Tăng hết cỡ mới được 90. Dài quần 112. Từ trên này xuống là đều ha. Dưới ống quần nó bị dơ một chút xíu xíu này. Ở ngay đầu gối này cũng có một chấm dơ nhỏ này. Còn ngay đầu gối này nó tét luôn. Tét vẫn còn thịt mạng lại giùm em cái. Cắt sọt cũng được ha, ở đây nó lũng ạ. Còn một lớp trong nữa này anh em này. Không anh em cắt sọt đi. Cắt sọt nha. Sau thì đều, nhưng mà vẫn bị dơ một chút ngay mông này. Dơ một chút ngay mông này. Cắt sọt, bán quần sọt nó cũng 350. Giờ bán con này 200.000 mã 20.
ở góc túi có mấy lỗ lâm tâm nữa em. 200.000 về cắt sọt, anh em thích cắt sọt thì cắt mã 20 ạ. Thêm một con áo đi tuyết này anh em, áo đi tuyết nha, ai cần áo đi tuyết thì chốt này. Áo đi tuyết này thì không đi mưa được, đi mưa được mà ướt. Ai cần chạy thời tiết không có mưa to, chẳng hạn như buổi sáng anh em cần đi sáng sớm, cần làm gì việc gì buổi sáng sớm thì sương mù nó không có rước vào người mình ha. Qua chả con này nó bị hít, nó hít mất miếng vải vào trong luôn rồi này, hít mất miếng vải vào trong luôn rồi. Giờ kéo là phải dụ nó ra nó mới ra được đó, không phải dễ đâu, nó hít vải rồi đó. Cái này là phải để dụ ra nha, chứ bây giờ em không có dụ bây giờ được, chờ lâu lắm nó rách mất cái vải. Con này thì rất mới luôn. Anh em mà đi câu hoặc đi bốc vác gì mà có bị dính nước, có nước có đồ ướt là bẩn con này. Còn mưa phùn được, còn mưa to là chịu nha. Có mũ liền này, hàng cấp phát của lính Mỹ Asimo. Con này là size medium. Medium này cũng là 8-90kg mới vừa, nhưng mà bẩn nhỏ thì nó ok, nó giống ô mưa vậy thôi, mưa to là ướt thôi, mới kem. Chốt giùm em con này là 300.000. Con này bình thường em bán 500.000 đấy, mã 18. 300.000 mã 18. Tiếp con áo này là áo cứu hộ, bán rẻ luôn nhá. Cứu hộ này bữa hôm em sale là 600.000, 600.000 giờ sale nữa luôn, sale tiếp luôn, nó bay chai giấy rồi. Giấy nó bay luôn rồi. Con này là vai 51, 70-80kg và dài áo là 68. Báo cáo áo này cứu hộ nha, nó xuống nước nó có phình ra như áo cứu hộ thường không thì không biết. Nhưng mà đợt trước mắt là bán cái áo này là nó là thuộc về cứu hộ. Màu xanh ở ngoài chất vải kaki và nó có mấy vết dơ nhẹ nhẹ, đất nhẹ nhẹ ở ngoài nha. Trên này như có cả cái mũ ở trên này nữa này. 70-80kg, dây keo nhựa. Chốt giùm em sale luôn 350.000. Hồi nãy em đọc là 600.000, bán 350.000. Mã 01. Giờ viết vào đây luôn nha. Vừa hôm em bán 600.000 nè. 350. Mã 01. Ok nha. Ai ưng thì chốt giùm em. Cái một con sơ tin này, con này là bán tem tặng áo mới là đau này, nó rách rồi. Đây, review cái đã nha. Con này là vai 47, dài áo 75, 47-75. Trên con áo này thì nó bị kích tà này, nó trẻ tà này, nó chân lại đường mới, tà cao tà thấp. Bên này thì nói chung là cũng không có được đẹp cho lắm, mà satin thì nó mát thôi phải không em. Được cái cặp tem vai này, ống tay thì đường này là nó chân đường chỉ mới hết rồi, có dơ nhẹ nhẹ và lũng à. Đây nó rất này, con này con em bán được không trời, bán rẻ. Anh em nào mà cảm thấy chốt được thì chốt đi chứ không có ép nha. Em nói thiệt, em bán cái hàng mức này, bán hai con tem là 100.000, bây giờ bán tem tặng áo luôn. Nút màu nâu thì chiếc đực chiếc cái, nút đây màu nâu, đây màu xanh nhá, đây là một chiếc đực chiếc cái, bán tem tặng áo đó. Em đổ vai chưa? Con satin này thì cái vai nó lệch với lại số đo. Anh em nào về thì cái thân này theo em thì cho nó liền lại luôn đi và cắt cho bằng, cho đều và đúng không ạ? Hiện tại con này chỉ được 50 đến 60kg thôi. Eo sao nó đánh, cái eo này nó may một đường khác à. Đường bên này vẫn đường rin của nó. Qua bên này cũng đường rin của nó, chẳng qua đây là nó may mút cho bung chỉ thôi.
mà sao cái phọc eo của nó cái chật cái phần mông này. Rồi ai thích thì chốt giùm em, bán tem tặng áo một con satin, chưa bao giờ có cái giá mà bán tem tặng áo nha, 150.000 mã 16, chưa bao giờ con satin nào mà bán kiểu này hết á. Satin là tiền triệu mà. Mã 16 anh em. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Em bye nhé.